Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đi chợ phiên và Hải đang có mặt tại chợ Xin Chén. Chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Hải đang có mặt tại khu vực chợ Châu và chợ Chim. Nhiệm vụ của Hải bây giờ thì sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người xem nét văn hóa trên vùng cao, đặc biệt là ở chợ phiên có gì thú vị Hải sẽ gửi tới quý vị và các bạn nhé. Và bây giờ thì Hải xin mời. Bây giờ thì Hải sẽ dẫn mọi người đi xem khu vực chợ Chim trước nhé. Sau đó là Hải sẽ đưa mọi người lên chợ ẩm thực và chợ xem người ta bán những mặt hàng gì. Đây, Hải đang có mặt tại khu vực chợ Châu và chợ Chim. Ở đây thì mọi người chủ yếu là người ta chơi mi thôi, chim mi rất là nhiều. Và những con mi mộc thì nó rơi từ 1,7 triệu đến 2 triệu các bạn. Nói chung là tùy theo nó thuần hay là nó chưa thuần các bạn. Đây này, ở đây thì Hải thấy là người ta có một cái lồng chim rất là nhiều. Và mỗi một ô thì có một con chim các bạn. Ở đây chắc là mi mộc. Đấy. Đấy. Ui, con này hot này. Con này nó vừa hot này các bạn ơi. Con này thì bị người ta nhổ đuôi đi rồi để cho nó mọc cái đuôi mới cho nó đẹp. Đây tàn chim mi. Đấy. Mình đang rình xem có con nào nó ve ve hoặc là nó động đậy nó hot không các bạn. Cái này phải có con cái để nó xùy các bạn. Chim mi mà gặp cái thì nó xùy, nó kêu rất là ác. Đây. Ở đây thì rất là nhiều bác đang ngắm mi và chọn mi. Và ở đây thì chủ yếu là các bác nam đấy nhá. Đấy. Khu vực dành riêng cho nam các bạn. Ôi lồng này nhiều thế nhỉ. Đấy, lồng này rất là nhiều các bạn. Mỗi ô có một con. Đây này, ở trên người ta cũng treo cả lên tường các bạn. Treo lên cái tường xây để cho nó hot. Một số các bác thì mang đi để bán, nhưng mà một số các bác thì mang đi để giao lưu. Giao lưu thì chứ không bán nhé các bạn nhé. Có nghĩa là mang chim đi cho nó thuần ấy. Ở đây cũng có một con này. Con này thì chưa thấy nó hot, nhưng mà chắc là con này con mới các bạn. Đấy, con này thì nhảy rất là ác à. Con này có vẻ như là con cái sao các bạn. Đây, chúng ta sẽ lên trên này một tí để quay chia sẻ cho mọi người cho nó chân thực và rõ nét hơn. Đây, con này đang hot này các bạn này. Đấy, cái con kia đang hot này. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy con kia nó hot chưa? Con ở cái lồng đỏ đấy. Đấy, 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 đấy. Nói chung là tiếng chim mi hot rất là hay. Ôi, con này cũng hot này, con lồng đỏ bên này nó cũng hot này các bạn này. Con lồng đỏ bên này cũng đẹp hết đấy. Yeah. Đấy. Mọc lá người vào gần là nó không hấp mấy. À nó sợ thì ạ. Và cái này để ở cửa sổ ở nhà nhỉ, hoặc là bụi tre nó hot thì. Và cái này là mình mang đi giao lưu cho nó bạo thôi nhỉ, chứ không bán đâu nhỉ. Con của bác à? Và ví dụ con đấy mà bán thì được bao nhiêu tiền bây giờ? Bốn triệu năm triệu anh mới bán. Hồi đấy anh mua bao nhiêu tiền? Anh mới 2,6 triệu à? Bình quân là mộc thì giờ bao nhiêu tiền à? Con người ta mới bắt về xong ấy. Mộc thì tùy từng con. Số một con còn mới bắt về thì chắc 2 triệu đó. Chắc phải tầm 1,7 triệu trở lên nhỉ? Triệu bảy triệu tám. Và
Đấy, bác ấy mới mua con mi này được một tuần rồi và mang đi cho nó để giao lưu cho nó bạo dần các bạn. Và nói chung là phải để một thời gian nữa cho nó quen người. Ồ, bác ấy thổi bằng mồm. Mình cứ tưởng là có con cái nó xì cơ các bạn. Ở đây thì đa số toàn chim mi thôi nhá cả nhà nhá, mà dành cho phái nam thôi. Phái nữ thì người ta lại thích về vấn đề là thêu thùa, rồi thêu vá, may mặc. Và bây giờ thì Hải sẽ đi quay cho mọi người nhá. Đây là những hình ảnh con trâu, con bò ở trên chợ phiên này. Hôm nay thì không thấy bò nhưng mà toàn thấy trâu. Đây, ở đây là có một cặp trâu đẹp trên này các bạn ơi. Ở đây thì có một con trâu nghé, nó rơi vào tầm tuổi rưỡi rồi. Đấy, với những con này thì nó rơi vào tầm 18, 10. Con này con đực à? Con này con đực. Đấy, bình quân thì những con này nó rơi vào tầm 18-19 triệu. Nếu mà người ta bán ra giống thì có khả năng là hơn một tí. Đấy, còn nếu mà bán theo trâu thương phẩm ấy, còn trâu thịt ấy thì nó chỉ rơi vào 18-19, còn trâu giống thì chắc là phải 20-21 các bạn. Đấy, đây là cặp trâu nhé. Đấy là mình nói riêng là một con nghé này thôi, một con nghé trên một tuổi này thôi. Ở đây thì chợ này thì cũng có trâu nhưng mà số lượng thì ít hơn so với Bắc Hà và so với Công Ly các bạn. Ở đây có con nghé này các bạn ơi, một con trâu con ấy, người ta gọi là con nghé. Con này rơi vào tầm 4 tháng tuổi rồi. Và con này thì giá dao động thì nó đang rơi vào tầm khoảng là 9 đến 10 triệu các bạn. 9 đến 10 triệu mà em nghé con. Nhưng mà con này thì vẫn tách được, nhưng mà chúng ta sẽ để lớn được một tí nữa thì tách thì nó mới hiệu quả hơn. Bởi vì là nó đang thời kỳ bú mà các bạn, thời kỳ bú sữa. Đấy, đây có con trâu hồng này. Đấy. Nói chung là giá cả trâu bò bây giờ thì nó cũng giảm. Giá hơi thịt thì nó chỉ rơi vào tầm 60 đến 70 thôi. Nên giá trâu bò nó cũng không được cao. Ở đây thì Hải thấy là có một con trâu đực này các bạn. Nghèo, nghèo, nghèo nghe. Đây, một em trâu đực dáng thấp, béo các bạn. Đấy, bụng to, rất là chắc trâu. Đây các bạn có thể là xem cái móng trâu này. Đấy, nhìn rất là chắc chắn. Trâu này thì cổ cũng lên rồi và cái độ thương phẩm của con trâu thì rất là tuyệt vời nhé các bạn nhé. Đấy, săn chắc các bạn. Và trâu này thì làm thương phẩm thì quá là ok. Hoặc trâu kéo, hoặc là trâu cầy. Đấy, còn về dòng trâu chơi thì con này nó chưa đủ tiêu chuẩn. Đấy, chúng ta có thể là mua làm thương phẩm, hoặc là mua làm trâu kéo, hoặc là trâu cầy. Và bây giờ thì Hải sẽ lên trên này để quay chia sẻ tiếp cho mọi người trên chợ phiên các bạn, chợ vùng cao. Đây này, ở đây mình thấy là những cái tiếng kèn là người ta thổi và nó khá là to và rất là dễ thu hút mọi người. Đây các bạn này. Rồi ok, đấy là những cái tiếng kèn. Mình không biết là bài gì và thổi. Mình ra chợ thì thấy các bác hay thổi những cái bài kiểu đấy lắm. Chúng ta đang đứng ở chợ phiên nhé, chợ Xín Chén. Chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Và đồng bào ở đây thì đa số là đồng bào người Mông, người Lùng các bạn. Ở đây khu vực này thì rượu ngô nhá, người ta bán rượu ngô.
Và rượu ngô ở đây thì bình quân thì nó rơi vào tầm 20.000 một lít. Và chúng ta đi mua rượu thì chúng ta có thể là thử rượu. Đấy, xem rượu của bác nào ngon hơn thì chúng ta mua. Đấy, ví dụ như là bác này đang rót rượu ra để cho khách thử xem khách có ưng hay không các bạn. Ơi, bác này đổ vào rồi. Chắc là bác này đang mải xem ở bác này nên đấy, rượu ngô các bạn. Cái đặc điểm của cái rượu này thì uống nó hơi nặng một tí nhưng mà nó thơm là một này. Thứ hai là nó không đau đầu các bạn. Và cứ bình quân là 20.000 một lít. Cái chai này chắc chắn là chai trên một lít các bạn. Cái chai này chắc là chai đấy bao nhiêu tiền bà? Đầy một cái chai này bao nhiêu tiền ạ? 30.000 à? 20.000 à? 25.000? 30.000 à? 30.000. Bà không nói được tiếng phổ thông nhưng mà ra ký hiệu là 30.000 các bạn. 30.000 một chai. Cái chai đấy chắc là lít rưỡi. Bởi vì là nó rơi vào tầm là 20.000 một lít các bạn. Thì chai đấy là rơi vào tầm lít rưỡi. Ở đây thì đa số rượu ngô nhé cả nhà nhé. Bao này có can rượu hay can xăng hay? Cái này can rượu hay can gì đấy bác? À, rượu à? Đấy. Mình cứ tưởng này tưởng là can xăng các bạn. Chờ bác ấy thôi. Đấy. Cô này mua được cái này chữa bệnh gì đấy cô, cái củ này này chữa bệnh gì? Mua không biết à? Cô bảo chim bâu không biết đấy ạ. Đấy là một cái nếu mà ai không biết gọi là cái que củi, thanh củi, nhưng mà đấy là thuốc đấy các bạn, thuốc ở trên rừng. Đấy là một những cái vị thuốc ở trên rừng mà người ta biết được và lấy về mang về bán các bạn. Ở đây thì có cả cây mật gấu này cả nhà này. Đấy, cây mật gấu gọi là khúc mật gấu màu vàng. Đây là đa số là cái thuốc lam ở trên rừng nhé các bạn nhé. Thuộc những cái thuốc mà người ta lấy ở trên rừng từ những cái rễ cây rồi cái dây rồi cái củ cái thân gỗ, và chắc chắn là nó phải chữa được bệnh thì người ta mới mang về bán các bạn. Ở đây thì bác kia mặc bộ váy với người Mông, đấy, bộ váy truyền thống các bạn. Chợ hôm nay thì khá là đông nhé mọi người nhé. Hải đi thì thấy chợ rất là đông. Đấy. Ở khu vực này thì người ta bán những gia vị Tây Bắc các bạn. Bao gồm có hạt dổi, rồi củ ấu tàu. Đấy. Bây giờ thì mình quay chia sẻ cho các bạn một tí nhé các bạn nhé. Đấy. Ở đây thì là mình thấy là củ ấu này các bạn này. Đấy. Người ta gọi là củ ấu tàu. Củ này là củi tươi nhé. Và củ này thì người ta đang bán là 150 một cân. Đấy. 150 các bạn. Đấy. Đây này hoa hồi này các bạn này. Đấy. Hoa hồi. Đấy. Cho vào thức ăn. Gọi là gia vị thức ăn các bạn. Rất là thơm. Và nó có cái cánh hoa rất là đẹp các bạn. Ở bên này thì có cả tam thất khô này. Đây, hai loại to khác nhau này. Đây gì đây? Rễ tam thất để ngâm rượu này. Cái loại rễ này người ta cũng phơi khô rồi. Đấy. Cái này chắc là rẻ thôi nên cái này cũng để ngâm rượu được này. Đấy. Hoặc là khô thì chúng ta hầm được thôi nhưng mà hầm nó hơi lâu một tí. Đấy, các bạn đây biết là gì đây, mắc khén này các bạn này, những hạt mắc khén. Mua gì ông ơi? Ông đang ngó. Đấy, đây là những chai ớt này các bạn này, chai ớt ở trên vùng cao.
trái ớt Mường Khương. Nói chung là trên vùng cao thì mọi người rất là thích ăn ớt, đàn bà, trẻ em, rồi thanh niên trai trai cũng ăn được ớt hết các bạn. Bởi vì họ ăn quen rồi nên họ cảm giác là không cay lắm, gọi là mình thì cay, họ thì chỉ là bình bình thôi các bạn. Đấy. Ở bên đây thì cũng là thuốc nam này các bạn này. Một số thuốc nam mà trước các bệnh đau lưng, đau xương, đau khớp, nhức mỏi cơ thể, đau dây gọi là dây thần kinh, đau đầu, mỏi gối, nhức mỏi cơ thể. Đấy, bán rất là nhiều các bạn. Ôi, bà có tiền to quá. Bà ấy mà vào đường đi chơi rồi. Ở đây thì Hải thấy là có cả thuốc bóp này các bạn ơi. Đấy. Đây này các bạn. Đây. Đây. Những chai thuốc bóp chữa bệnh đau xương đau khớp đấy, nhức mỏi cơ thể các bạn. Đây, tê bì chân tay. Cái này có uống được không bác? Vừa bóp chân tay được, vừa uống được đúng không? Nhưng mà có bóp chân tay được không? Mình bôi ngoài da này. À vâng. Chữa bệnh đau xương khớp này, nhức mỏi cơ thể này đúng không? Đấy. Chai này bao nhiêu tiền một chai ạ? 100.000 một chai à? À. Vâng. À, yếu sinh lý à? À. Yếu sinh lý của nam hay của nữ à? Nhưng mà của nam hay của nữ à? À, của nam này. Tưởng yếu sinh, tưởng mình đang khỏe lắm. Đây, mình đang thời kỳ khỏe lắm. Ở chiều bác đi thôi. À, đây này bác bán cả một số vị thuốc nam đóng gói. Cái này đau xương khớp ạ? À? À vâng. Cái này là cùng loại đúng không? Một loại thì cái này để phơi khô rồi đun nước uống. Một loại thì bóp ngoài chân tay. À, cái này cũng uống được. Mà cái này thì đun nước uống thì cũng uống các bạn. Nói chung là chữa bệnh tê bì chân tay, đau xương, đau khớp. Đây. Ồ. Cái này mật gấu hả bác? Không phải, cái này thuốc chiếu trẻ con không ăn được. À, trẻ con là lười ăn đúng không? Đấy. Mật gấu á? Không phải mật gấu, nhưng mà chữa bệnh là trẻ con lười ăn. Hoặc là ăn còi, kiểu nó kén ăn ấy, thì cho nó ăn này thì nó sẽ thích ăn, hay ăn và nhanh đói, là thèm ăn các bạn. À, rồi, chúng ta sẽ di chuyển sang bên này một tí nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta đang đứng ở chợ Phiên, chợ Xin Chén các bạn. Chợ Xin Chén thì nổi tiếng về cái gì được nhỉ? Chợ Xin Chén ở đây thì mình thấy là ở trên đây thì có phở mông này, rồi mèn mén này, rồi óc đậu này, rồi có chợ trâu, chợ lợn. Và tí nữa Hải sẽ dẫn mọi người đi chợ Phiên chơi lần lượt các bạn. Đây là đỗ tương các bạn. Đây, đỗ tương. Cái này 20 hay là 25 ạ? 50.000 một cân à? À. Hả? 25.000 một cân đi. À. Hình như là bình quân là mình hỏi là từ 20.000 đến 25.000 một cân các bạn. À, đây là đỗ tương nhá các bạn nhá. Đây. Ở bên này thì người ta cũng bán cái này là đỗ xanh. Đỗ xanh các bạn. À, còn bên này là đỗ tương. Đây. Đây, khu vực này người ta bán rất là nhiều, chủ yếu là đỗ tương đây các bạn. Đây này, đây thì Hải thấy là đỗ tương này, đây đỗ tương này, đây đỗ tương này, đây đỗ tương này. Khu vực này toàn đỗ tương thôi, và giá bình quân thì Hải hỏi thì rơi bình quân từ 20 và đến 25.000 một cân. Ở đây thì mấy cái bác thổi kèn rất là to các bạn. Và nhiều khi không biết là Hải nói mọi người có nghe rõ không. Ở đây thì khu vực hàng rau, hoa quả. Và Hải thấy là người ta bán dưa này. Hình như chia từng đống các bạn. Hải thấy là đây có một đống này. Đây có một đống, đây cái đống, đâu cái đống này. Chắc là người ta chia ra, có nghĩa là 10.000 một đống đấy các bạn. Đấy, cứ 10.000 một đống.
thì bán cho nó nhanh. Đấy. Ở đây thì bán gì đây? Ở đây là hình như vẫn như ngô luộc ạ. Chắc là chị này tặng một cái. Đấy. Ngô. Đấy. Khu vực hàng rau nhé cả nhà nhé. Chúng ta đang lạc vào khu vực hàng rau. Người ta bán rau củ quả, rồi dưa, rồi đỗ các bạn. Đấy, đỗ này. Đấy, đỗ này là đỗ siêu cay nhé cả nhà nhé. Đỗ thóc ấy. À còn ớt thóc. Sorry các bạn. Ớt thóc. Rất là cay. Cái loại đấy là đắt tiền lắm. Loại đấy này thì mua tại chợ nó rơi vào tầm 160 đến 180 cơ. Đấy, rất là đắt. Nói chung là đắt nhưng mà tí, nhưng mà nó cay các bạn. Ăn nó cay thì nó ngon. Đây, chúng ta lạc vào khu vực hàng rau. Người ta bán rau rất là nhiều. Đấy. Trong những lúc rảnh rỗi thì người ta có thể là thêu thùa để thêu xong rồi để mang đi bán cũng được các bạn. Đấy, rau cải đây, ở đây là đọc rau cải là cái này 10.000 hay 5.000 ạ? 5.000 à? Có 5.000 một bó đây các bạn. Anh này mua mấy bó này? 5.000 một bó rau cải to các bạn. Cái này chắc là phải ăn 2 bữa mới hết. Ở đây thì Hải thấy là có cả su su này cả nhà ơi. Đây su su này. Đấy. Su su. Su su này là các bạn có thể là xào nhá. Xào hoặc luộc. Nấu canh cũng được. Nấu canh thì các bạn thái nhỏ ra, thái như kiểu sợi ấy, thì nấu canh ăn ngon. Còn đây là ngọn bí này. Ngọn bí. Đấy, ngọn bí rất là non và nó rất là nhiều cái tua đây. Đấy, tua này các bạn này. Có cả ngọn bí và ngọn su su các bạn. Đấy. Đây là cô ấy đang cầm là hai ngọn, đây là hai ngọn su su. Còn đây là ngọn bí. Đấy. Cái này 5.000. Đây. Đây, để mình ra mình xem đây. Cái bó này chắc là to hơn. Ở đây là ngọn bí này. Đấy các bạn thấy không? Ngọn bí ở đây thì rất là tốt và nó rất là nhiều tua và nó rất là non các bạn. Nói chung là đây là những cái mặt hàng mà rất là hay gọi là mặt hàng quen thuộc của bà con ở trên này. Đặc biệt là những quả cà, quả tím này các bạn này. Đấy, cà tím này các bạn có thể là xào này hoặc là các bạn nướng các bạn. Đấy, chợ thì rất là đông nhá. Cứ phiên chợ vào cuối tuần thì Hải thấy là mọi người đi chợ rất là đông. Cái này gọi là đỗ cu ve hay là đỗ gì đấy nhỉ? Đây này các bạn này, cái này xào ăn ngon lắm này. Đỗ màu tím. Đấy. Màu tím nhỉ. Đấy. Cà tím. Và đây thì Hải thấy là người ta bán cả những quả bí này. Quả bí non các bạn. Đây, hình như là bác này đi tranh thủ đi bán hàng rồi đi thêu luôn các bạn. Đi gọi là đi thêu những đồ thổ cẩm và nếu mà thêu xong thì có thể là mang đi bán cũng được các bạn. Cà chua bi. Ở trên này đa số là cà chua bi nhá. Ở bên kia thì mình Hải thấy là cũng có cà chua bi kìa. Đấy. Bên kia cũng có này. Và đây cũng cà chua bi này các bạn này. Cà chua này thì các bạn rất là tiện thì ví dụ có một cà chua có quả to thì là các bạn có thể là ăn không hết. Nhưng mà cà chua bi thì các bạn có thể là làm 3-4 quả. Ở đây thì Hải thấy là có mật ong này. À, đây là mật ong ruồi nhé cả nhà nhé. Tại sao lại biết là mật ong ruồi? Mật ong ruồi nó sống ở cây hoặc là hốc đá. Đây này, cái đoạn mật này nó rất là ngắn. Đấy. Còn là cái tím mật của nó rất là ngắn các bạn. Đúng rồi, chuẩn. Đấy, ong ruồi bác nhỉ? Đúng. Đấy. Đây. Đây gọi là ống mật nó ngắn. Rồi. Đấy. Mày quay chú phát đi, mày vâng. Lên YouTube đi. À, vâng. Tao đi Bắc Hà, tao cũng nghe thấy tiếng mày, hình như là mày cái thằng gì vẫn phát trên YouTube phải không?
Cháu không để ý lắm. Hôm nay bác đi mua gì đây? Bác đi chợ. À bác đi chợ đây. Lên chợ xin chén chơi. À vâng. Bác mua thịt à? Bác mua thịt về thịt. Làm quà cho anh em. Vâng vâng. Đấy, mật ong nha cả nhà. Hình như bác đang gọi điện cho người quen ra. À rồi ok, chúng ta sẽ đợi một tí các bạn. Đợi xem là hôm nay bác có mua được mật ong không. Đấy, mình quay mật ong một tí cho các bạn nhé. Đây. Anh ơi, đây có mật ong, có cả. Cái này của chị à? Cái này bao nhiêu tiền một chai này? Anh ra đây từ cái chỗ 100 quầy thịt mình mua lúc đấy. 100. Một quầy thịt, hai quầy thịt, ba quầy thịt. Đến quầy thứ 6. Cái này là ong ruồi à? Có mật ong. Bắt ở cây hay là ở hốc đá? Đây là ong rừng hay gì đây? Ong rừng hay gì? Không phải là ong rừng đâu. Cái này mình nuôi, có nuôi không? Nuôi bảo nuôi nhá. Nuôi gì? Nuôi cũng được nhưng mà không pha là được rồi. Ông ấy đang nuôi ong rừng. Bây giờ có ong bắt được không? Có ong rừng bắt được không? Có. Không có, cháu đi một vòng không thấy. Vâng, và không thấy. Chỉ còn mỗi ong nuôi thôi. Nói chung là ong nuôi mà không pha là được. Có cho ăn đường không? Có, thử đi. Vẫn phải cho nó ăn đường đi. Không, mùa này mùa hoa chắc là không cho. Khi là mùa hết hoa thì ăn đường không? Không. Em thử một tí nhá, một tí tí thôi. Cái này không có mật. Cái này không. Không. Thế cái chậu này bao nhiêu tiền một cân? 100 à. Cái này nó cũng hết mật rồi. Mật nó có nhưng mà ít. Tức là quay rồi, còn lại tí nào thì còn thôi. Không, nó chảy đến đây hết rồi. Đây là chai mật. Này là cũng ở đây ra thì. Mật ong ruồi nha cả nhà. Đây. Cái này thì cô ấy nuôi ở nhà. Nhưng mà mình nghĩ là không pha bởi vì là mùa này mới hết mùa hoa xong. Nên nó chưa phải vào thời kỳ mà hoa nó hết nên người ta cũng không kiểu nuôi để giữ ong ấy cho nó đỡ bay đi ấy. Bác ở Hà Nội lên hả bác? Ở Bắc Ninh. À Bắc Ninh à, xa thế nhỉ? Hôm nay thứ tư mai thứ năm à? Thứ năm thì chợ gì nhỉ? Thứ năm thì có chợ chợ Bản Liền. Chợ Bản Liền xa lắm. Nó xa với Cần Cấu này luôn. À nó xa với chợ Xín Chén này luôn. Đâu rồi? Khách đâu rồi? Chắc là chưa thấy các bạn. Hoặc là làm hai chai nửa lít được 100 một chai. Nửa lít thì chỉ là 50.000 thôi, 100 một lít mà. 100.000 một chai à? 150.000. Đâu anh ấy đi đây có thằng cháu quay. Cái này một cây một tao, cái này một tao. 100.000 một lít gì? Không. 100 một lít gì? Không, chị nói chưa rõ rồi. Chai này bao nhiêu tiền nói chuẩn nào? Bao nhiêu tiền một chai này? 100. 100 gì? 100 một chai thôi. Đấy, có nghĩa là 100. Đây, hai chai này làm gì mới được một lít chứ? Hai chai thì 200.000 một lít. Đấy. Cái chai này chắc là chỉ rơi vào 300 như kiểu chai nước ngọt ấy. Chai này thì to chắc là được này, chai này thì bé. Vâng. 50. Vâng, 50 ạ. 500ml ạ. Bọn này nó giỏi hơn chú cháu mình nhiều. Và họ nuôi thì mình biết sao được. Nói chung là phải bắt được cả tổ cơ nhỉ. Đấy, phải ông chú đi Điện Biên ấy. Là nó bắt luôn cả cái mật ong ở trong hốc đá. Đúng rồi, đúng rồi. Mùa nó mới chuẩn. Thì bạn chú ở trên đấy thì bắt đầu nó mua cho. Thì nó dặn các anh đi rừng ấy. Vâng, đúng rồi. Là lúc nào các anh bắt được mang về. Ong đấy cái là điện. Vâng, không cho bắt, cứ mang cả tổ cứ luôn. Mang luôn cả tổ về, điện là anh đi mua cho hết. Vâng. Tiền lấy bao nhiêu thì lấy. Không, nó có giá của nó. Giá như kiểu giá nhập ấy, mình nhập về. Nói tóm lại là anh mua là để làm quà mà. Vâng, đúng rồi. Bắt vâng. Được ong rừng là vâng. Anh là anh lấy. Như bọn cháu bán là cũng phải đặt bắt về mấy ấy đấy. Mới bọn cháu mới bắt đấy, chứ không cho bắt ở nhà sẵn đâu. Vâng. Có nghĩa là có cả mật cả sáp. Mang cả thổ về thì lúc đấy là bắt đầu nó tách không em. Vâng. Ong này thì nó rẻ, cái ong khoái nó đắt hơn sao ạ?
chợ phiên nha các bạn nhé. Bây giờ thì bà con vẫn đi chợ rất là đông. Mọi người thì đi tranh thủ đi ăn sáng, sau đó là về mua rau, củ quả. Một số bác thì đi ngắm cảnh, đi chơi. Đây là chúng ta đang đứng ở khu vực hàng rau, rau củ quả các bạn. Người ta bày rất là nhiều những quả dưa này, rồi những cái đống ớt này các bạn này. Đấy. Ớt này ớt thóc nha các bạn nhé, rất là cay. Và đây là người ta bán theo túi luôn. Đấy. Cứ 10.000 hoặc là 15, không biết là bao nhiêu tiền một túi. Thôi, bà đang khâu thì mình cũng không dám hỏi, nhưng mà mình nghĩ là trong vòng 10.000 một túi. Thường là ở đây là người ta hay bày ra những cái gì mà cứ 10.000 một túi lắm các bạn. Và bà đang tranh thủ thêu thùa, gọi là đây gọi là thêu à. Đấy, những đồ hoa văn họa tiết thổ cẩm các bạn. Đây bà đi đây. Đây anh ơi. Đây. Đây là bác ạ. Và quay thì quay đi. Không, cháu đi chợ chơi thôi. Vâng. Bao tiền chị? Tức là cả chỗ này cân thì bán thế nào? Hoặc là bác tiện bác mua cái sáp về ngâm rượu cũng được. Còn nước, cái nước thì mình vắt ra để cho vào chai. Bác đang hỏi cả rồi. 350. Bắn vo tù mù. Một là được, hai là lỗ. Xong không? Bao tiền? Có giảm bớt không? Có giảm bớt không? 400 nghề. 350. 350 để hết. Hình như là hai người chưa thống nhất được. Đợi đi. Cho cái túi đi. Thôi tù mù cho bác đây 350 đấy. Bọn chúng mua đơn giản. Vâng, đúng rồi, mình gọi là mua ủng hộ cho bà con. 43 là cái gì đâu. Bán rồi thôi nhá, không cân nữa nhá. Kể cả là cân nữa cũng không là gì cả. Không trêu. Cho là kem video nhau một tí. Đấy. Cháu thấy được không? Vâng. Chú gọi bạn chú đến cái là giải quyết cho bà con luôn. Đây gọi là mua ủng hộ cho bà con, không biết là lỗi lãi. Nói chung là hai bên cứ đồng thuận là ok. Lại là cái duyên thôi. Cái duyên gặp nhau. Cứ mua với nhau thôi. Ông rừng thì cái tổ nó thầm hố nó linh tinh đó. Vâng. Cái này ông nuôi mà, họ nuôi. Bác này bác cũng ở Sơn La mãi mà. Vâng. Bác cũng là người Sơn La mà. Nhưng mà cái này là thuộc ong ruồi. 100%. Có. Thế nhà chị có bán đó không? Có bán cái tổ ong rời không? Có bán cả tổ ong có quân không? Có. Bao nhiêu tiền một tổ? Là tổ mà đang nuôi ấy. Có bán không? Có nghĩa em vào em xách cả tổ về đấy. Bao nhiêu tiền một tổ? 3 triệu một tổ ấy. Ôi 3 triệu một tổ à? Căng nhỉ. Mình mua toàn 1,5 triệu thôi. Nhưng mà cái mùa này nó hay đi. Chắc là mê xong được không? Mùa này nó đo nó hay ít mặt, ít hoa. Cho mấy túi vào nó đưa thủng. Đấy. Không được rồi, nếu ấy chị để đấy. Thử cân nào, xem ai lỗ hay lãi nào. Mình chơi 5 cân. 4 cân à? 4 cân 2. 4 cân 2. 4 cân 2 gọi là gọi là bao nhiêu nhỉ? Chị... không tiền đâu. Đồ đây. Đấy à, chồng à? Không. Biết ngay đẹp trai thế này là chồng rồi cái chắc cái gì nữa. Không nuôi không pha thì cũng được. Nhưng mà mùa này cháu nghĩ là không pha bởi vì nó mới hết mùa hoa xong. Còn nếu mà đang mua vào thời kỳ nó hiếm hoa thì người ta pha. Cảm ơn con, không có 50.
Rồi đấy, đây đấy. Rồi, cháu chào hai bác nha. Hai bác, vâng, cháu chào bác nha. Đấy, hai bác mua mật ong thì người ta bán ở tù mù. Đấy, người ta... Thôi, cái vấn đề thì không nói nữa. Đấy, cảm ơn mấy khách thì du lịch đã lên đây mua ủng hộ cho bà con. Miễn là làm sao bà con thuận tình mua bán là được rồi. Đấy, chúng ta đang đứng ở chợ ẩm thực nhé các bạn nhé. Khu vực ẩm thực người ta ăn uống các bạn, rất là đông. Ở đây thì các món ăn buổi sáng bao gồm có là có phở này, có mèn mén ốc đậu này. Đấy. Thì đấy có mấy món chính ấy thôi. Còn thịt chó thì cũng có quán nhưng mà Hải thấy là cái tỷ lệ mà người ta đi ăn thịt chó thì ít hơn và người ta ăn phở là nhiều hơn. Mua về ăn chưa à? À mang về bán. Hôm nay đông thế cả. Hết khách, hết bún rồi phải đi lấy. Ở đây là người ta đang trần qua phở các bạn, trần qua phở để cho nó nóng. Đây là nước luộc thịt nhá, cái nồi luộc thịt các bạn. Đấy, người ta cho phở vào bên trong và sau đó thì cho thịt vào. Ví dụ bát này bao nhiêu tiền bà? 30 à? 30 à? À 30. 30.000 một bát các bạn. Đấy. Nói chung là tùy từng người ăn, có người thì ăn 20, có người thì ăn 30. Đấy, tùy mỗi người người ta gọi các bạn. Lúc sáng thì mình đến đây sớm thì mình cũng ăn rồi. À, bình quân thì thường thường là mình ăn toàn bát 30. Đấy là bát bình dân, cũng khá là bình dân rồi. Có người thì nói chung là hầu như là một người ăn được một bát thôi, ăn nó cũng no các bạn. Một bát ô tô rất là to và chúng ta ăn no đến trưa luôn đấy. À, các bạn biết trong này có cái gì không? À, trong này là có mèn mén nhé các bạn nhé. Ở đây thì có mèn mén này các bạn này. À, mèn mén màu trắng và làm từ chắc là ngô trắng ấy. Còn ở đây thì phở các bạn, phở đỏ, phở làm từ gạo lương. Phải trần qua. Cái này phải trần qua nhé các bạn nhé. Đây là phở đỏ. Đấy, chị đang làm cho khách các bạn. Đấy, xong thì người ta thái thịt vào. Đấy. Ví dụ bát đấy là đang gọi là bao nhiêu đấy ạ? 20.000. Đấy. Ở đây thì nói chung là tùy theo người ta gọi các bạn. Đấy. Người ta có thể là ăn 20.000 gọi 20.000, ăn 30.000 thì gọi 30.000. À, tùy nhỉ. À. Nhưng mà thấp nhất là mấy nghìn? 10.000 nhỉ? 10.000. Nhiều khi trẻ con nó không ăn hết đấy đúng không? Thì gọi 10.000. Nói chung là thấp nhất từ 10.000 đến 30.000. Ai mà bụng to thì ăn 50.000, bát cho nó to các bạn. Thank you.
phở đỏ kết hợp với thịt lợn đen cả nhà. Đấy, thịt lợn đen ở trên này đa số thịt lợn đen thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể là ăn mèn mén cộng với cơm các bạn đây. Và cái này làm ngô tẻ nhỉ? Ngô tẻ. Đây, cơm trắng cộng với mèn mén. Nhưng mà đa số thì Hải thấy là người ta ăn phở là nhiều các bạn. Đấy, chúng ta đang đi chợ phiên rất là đông các bạn. Đây là một trong những phiên chợ mà Hải thấy là thứ nhất là đông và thỉnh thoảng thì thấy một số khách du lịch người ta lên đây chơi. Nhưng mà số lượng thì là ít. Có khả năng là một là do đường xa, hai nữa là do một số người ta chưa biết đến khu vực địa điểm này. Hy vọng là qua video của Hải thì sẽ gửi tới được tất cả đến người xem, đặc biệt là các bác nước ngoài, để cho các bác biết được là chợ trên Xin Chén thứ nhất là vừa rộng rãi và có nhiều đồ ăn ngon và có rất là nhiều điều thú vị để mọi người khám phá các bạn. Ở khu vực hàng thêu, bạn ấy đang cắt cái gì đây? Bạn ấy đang chia cái mảnh này ra các bạn. Cắt này chắc là không lệch được đâu chứ nhỉ? Còn nó có gân em nhỉ? Cái này nó có gân cắt không lệch được đâu chứ đúng không? Phải nhìn rõ nhá. Chẳng may nó lại lệch phát này, khách này kêu. Bạn ấy đang chia cái tấm này ra các bạn. Đây gọi là cái khung thêu hay là gọi vải thêu các bạn. Bên này thì Hải thấy là người ta bán những cuộn len màu xanh đỏ tím vàng rất là nhiều. Và sau đó thì người ta sẽ thêu vào cái khung này và tạo ra một cái tấm vải thổ cẩm có hình hoa văn rất là đẹp. Ở đây nó có lỗ này, đấy, xiên rất là dễ nhá. Đấy, cái kim xiên qua các bạn. Đấy, bạn này đang cắt này. Mùa này mùa nghỉ hè rồi nên mình đi chợ thì thấy rất là nhiều những em nhỏ hoặc là những thanh niên đi chợ rất là nhiều. Không biết ở trên này là người ta có hay đi học thêm không, mình không biết. Quận này còn khá dài các bạn. À sắp hết rồi. Cái đấy thì người ta cắt theo cái đường gân của nó có cái đường viền. Đấy. Nó dọc theo thì nói chung là mình cũng phải là chú trọng mắt vào để xem là cắt không cắt lệch thì nó bị xấu cái khung các bạn. Đây, quán của bạn này bán rất là nhiều len nhé. Mình cho các bạn xem những cái len thêu này các bạn này. Đấy. Những quần len màu. Đây, màu đỏ này các bạn này. Đấy. Đây, trên này thì rất là nhiều các bạn. Ở khu vực này chủ yếu là đồ người ta thêu thôi. Đồ thêu thùa. Đây, những cái khung thêu này các bạn này. Đây là khung bình này. Nó rất là nhiều khung nhá. Những cái tấm vải, những tấm khung rất là lớn. Đấy, cái này rơi vào tầm rộng là 40, dài thì mình không biết. Nhưng mà chiều rộng của nó là rơi vào 40. Còn những cái này thì rơi vào tầm 12, 13 đấy. Còn cái này thì rơi vào tầm 15 phân. Ừ.
Ở khu vực đồ chơi các bạn, Hải đang đứng ở khu vực đồ chơi, những cái xe cẩu, cần cẩu, máy múc, rồi xe ô tô được các em nhỏ rất là thích các bạn. Ngày xưa thì mình cũng rất là thích những cái này. Mình nhớ là mình đi chợ mà mẹ mình không mua cho, mình còn lăn ra mình khóc các bạn. Chứng tỏ là nó rất là có một cái sức hút, đồ chơi có một cái gì đó là rất gọi là rất là hút đối với trẻ con các bạn. Đây là khu vực người ta bán cà chuối này gọi này. Đấy, mình thấy là người ta bán chuối chín, lê. Đây là bán cái gì đây? Bánh bao nóng nào. Bánh bao nóng đây. Bánh bao nóng nào. Bánh bao nóng đây. Ờ, khu vực hàng bánh các bạn, bánh rán rồi bánh xôi màu. Bác này đang mua xôi à? Ở đây thì đa số là người ta làm xôi màu đây. Và khu vực bánh rán rất là nhiều nha các bạn nhé. Cứ 10.000 một túi. Và những cái bánh rán kia, bánh màu thì người ta làm từ những quả gốc, gọi là cái màu người ta tạo lên là từ quả gốc các bạn. Đây, khu vực hàng xúc xích, trẻ con rất là thích các bạn. Chúng ta lại di chuyển ra khu vực ở ngoài đường này các bạn. Rồi ok các bạn nhé. Chúng ta vẫn đang đứng ở ngoài đường. Bây giờ thì Hải sẽ đi quay ngược về ở đằng sau xem chợ còn cái mặt hàng gì ở ngoài đường phong phú, Hải sẽ giới thiệu cho mọi người. Nói chung là chợ này thì về thảo dược thì nó không có nhiều như ở chợ Bắc Hà các bạn. Chợ này chủ yếu là hoa quả, rồi mọi người bày bán những mặt hàng rất là quen thuộc thôi, chứ nếu mà tính về chi tiết cụ thể thì cũng không có gì là nó lạ lắm. Chủ yếu là người đông và bà con buôn bán hàng ngày thì đi lại nhìn nhộn nhịp và rất là đông vui. Chợ thì rộng và quang cảnh thì khá là đẹp. Còn nguyên về thảo dược cũng như là đồ độc nạ thì Hải thấy là có nhưng mà nó ít. Có chỗ có thì không, chỗ thì không các bạn. Đấy. Khu vực này thì Hải thấy là người ta bán chó này các bạn này, những con chó thường. Đấy, rất là nhiều nha các bạn nhé. Đấy, chó con các bạn, chó về nuôi đấy. Đấy, những con chó nó rơi vào tầm 400 đến 500 các bạn. Hình như là bác này mua được con chó này, mình thấy là bác ấy cầm tiền ra các bạn. Không biết là bác mua con nào. 300 các bạn, chắc là 300 một con. Bác chắc là con này các bạn. Đây, bác ấy đang xem con này các bạn ơi. Đấy. 300k, 300.000 300.000 nhỉ?
300.000. Người ta đang xem các bạn. Đấy, một em chó màu lông vàng các bạn. Nói chung là khu vực này thì chó thì bình thường. Đấy, có nghĩa là nó chỉ rơi dao động từ 200.000 đến 500-700.000 các bạn. Đấy. Còn bên này là khu vực người ta bán lợn nhé các bạn nhé. Đấy, lợn đây thì đa số là lợn đen, lợn bản và lợn trên vùng cao hay gọi là lợn mông ấy các bạn. Đấy. Khu vực này thì đa số là lợn giống. Những con lợn nó rơi vào tầm triệu hoặc là đến 1.3 triệu các bạn. Đây. Đấy, nó nằm la liệt ở đây này các bạn này. Đấy. Một số người các bác đi mua thì người ta đi xem. Đấy. Mấy con này nó mệt quá, nó nằm ở đây này các bạn này. Đi 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 đi. Rất là nhiều nhá. Cô ấy cầm đến chắc phải mười mấy cái dây, tầm 12 cái và nó cũng phải rơi vào tầm 12 con các bạn. Rồi ok các bạn, có lẽ là Hải cũng xin tạm dừng video tại đây. Hải quay chia sẻ cho mọi người cũng khá là dài rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã đăng ký kênh, xem, theo dõi, ủng hộ. Và chúng ta sẽ hẹn nhau ở video khác nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.